Chào các bạn trở lại. Hải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Xăm mình và phong thủy. Bài này không bàn về văn hóa tốt hay xấu của việc xăm mình, vì ý nghĩa, sở thích và sự riêng tư, quan điểm mỗi người không như nhau. Có những người xăm đầy mình nhưng tính tình họ rất dễ thương. Có những người tuy không xăm gì cả nhưng tính lại khó gần. Một vị chia sẻ: em nhớ những vị sư thầy đắp y, phần cánh tay lộ ra hình xăm tràn viền. Có thể họ xăm khi chưa xuất gia, nhưng sắc diện các vị vẫn rất thanh tịnh. Việc nhìn nhận người xăm mình như thế nào tùy vào tuệ nhãn mỗi người. Nhìn ai cũng là Phật, tức trong tâm ta luôn có Phật. Xăm một lần tồn tại mãi mãi. Nếu muốn xóa, mất từ 10 đến 20 lần. Dù xăm bằng kim hay xóa bằng tia laser, đau không tả. Hải Toàn xin chia sẻ đề mục này: xăm mình và phong thủy. Xăm mình là xăm lên mình, lên chính cơ thể lành lặn của mình. Như vậy có tổn hại đến cơ thể hay không? Có điều gì không lành hay không? Có rất nhiều lý do để nhiều người đi xăm. Vì đẹp, vì ý nghĩa. Ý nghĩa như xăm tên con cái, tên người yêu. Xăm vì nghệ thuật, buồn buồn đi xăm, buồn chán cũng đi xăm. Xăm hình để may mắn, và cuối cùng là xăm để che vết thẹo trên người. Có hai trường hợp đặc biệt nên và không nên xăm. Trường hợp là bị nghiền xăm, nghiền cái cảm giác cây kim đâm lên người. Có những người thần kinh vùng da thịt của họ không có đau như người bình thường. Trường hợp này Khải Toàn xin phép không bàn, vì đây là sở thích, là đam mê riêng mỗi người. Trường hợp hoàn toàn không nên xăm là khi buồn chán. Có người khi cuộc sống bế tắc, giận gia đình, quyết định đi xăm, về sau sẽ hối hận. Vì sự giận dữ buồn chán ấy sẽ trôi qua, mỗi khi nhìn lại hình xăm nhớ lại chuyện cũ. Còn tùy vào hình xăm lớn hay bé ở vị trí nào. Dù bất cứ lý do gì khi đi xăm, các bạn nên cân nhắc thật kỹ về hình xăm và vị trí xăm. Sau đây Khải Toàn xin hồi đáp vài câu hỏi về xăm mình và phong thủy. Hỏi: chọn hình xăm như thế nào hợp phong thủy? Đáp: có những phương pháp luận ngũ hành căn bản từ màu sắc, hình dạng, tính chất như thế nào. Ví dụ ngũ hành hỏa là màu đỏ, hình nhọn, hình tam giác là hỏa, tinh thanh, tinh quang, tính chất nóng, nhiệt đều là hỏa. Tuy nhiên, để chọn ngũ hành hình xăm hợp mệnh, điều chính yếu phải xem tư duy của bạn hiện tại đang theo trường phái phong thủy mệnh lý nào. Giả dụ xưa nay bạn hay theo phương pháp niên mệnh, cứ tính theo năm sinh tra cho dễ. Ví dụ 1978-1979 mệnh hỏa thì hợp với mộc hay hỏa. Chọn hình vuông là mộc, hình tam giác là hỏa. Khải Toàn luận về bát tự tứ trụ, tìm ra dụng thần mệnh khuyết. Mệnh khuyết theo mùa sinh và theo cả ngày giờ sinh. Tính theo phương pháp này, đa phần người sinh mùa xuân thiếu kim, sinh mùa hè thiếu thủy, sinh mùa thu thiếu mộc và sinh mùa đông thiếu hỏa. Thuật số mệnh khuyết ngũ hành có tính ứng dụng thực tế, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Tóm lại, tùy theo bạn theo phương pháp phong thủy mệnh lý nào để xác định dụng thần, tức ngũ hành thiếu của bản thân, rồi tra theo bản ngũ hành để tìm nội dung phù hợp. Mời các bạn tham khảo đồ hình sau. Một vị nữ gia chủ ở nước ngoài hành nghề làm đẹp đặt câu hỏi: xăm thì có nên lưu ý đến hình gì và vị trí nào để hợp phong thủy không ạ? Đáp: hình xăm theo ngũ hành Khải Toàn đã trả lời trong câu hỏi chọn hình xăm như thế nào hợp phong thủy. Xăm hình hợp ngũ hành thêm cho mình một tí may mắn. Nhưng trước tiên các bạn phải xác định được ngũ hành mệnh khuyết của mình. Các bạn có thể lên mạng tìm hiểu về mệnh khuyết ngũ hành. Về vị trí xăm, ảnh hưởng đến văn hóa là chính. Ví dụ, người làm về nghệ thuật xăm ở đâu cũng được, trừ những hình liên quan đến tín ngưỡng. Người làm văn phòng thì chọn vị trí xăm mang tính tế nhị, kín đáo hoặc hình xăm nhẹ nhàng. Tất nhiên, hình xăm phải có ý nghĩa đặc biệt.
Nếu xăm ở những vị trí mọi người dễ nhìn thấy, nếu hình xăm đẹp sẽ khiến người xung quanh có thiện cảm, sản sinh từ trường lành. Trước kia, một người làm dịch vụ nhà đất xăm một hình quá to ở cánh tay. Hầu hết ban đầu khi tiếp xúc, khách có phần e dè. Đây là tự làm khó mình. Vì những yếu tố trên cộng lại thiếu sự dung hòa, từ hình xăm to đến vị trí xăm ở tay quá lớn và ngành nghề. Sự tốt hay xấu này do chính xã hội đề ra. Nếu người này là người vui vẻ dễ mến, có tài ăn nói, sẽ dễ dàng hóa giải sự e dè của khách hàng. Vì vậy, chú ý đến hình xăm gì còn tùy thuộc vào văn hóa nơi mình sống và sự lớn nhỏ của hình xăm. Hỏi, hình xăm có phân biệt lành hay dữ, may mắn hay xui xẻo không? Đáp, có, nhưng không thay đổi nhiều, vì số mệnh mỗi người từ thời vận vốn đã như thế. Việc tăng hay giảm phước đức dựa vào tạo tác quá khứ và sự tu tập làm lành của mỗi người trong thời nay. Nếu bạn xăm một hình phù hợp thêm một phần may mắn, khi bạn thích hình xăm ấy, tâm trạng tốt hơn cũng là may mắn. Có một anh chàng sinh năm 91, chủ hệ thống Poro Barbershop, có một hình xăm con rắn ở tay. Rắn trong ngũ hành là hỏa. Anh ta sinh mùa đông, vốn kỵ thủy thiếu hỏa. Việc này thêm một phần may mắn. Nếu ta xăm một hình hung tợn, nhìn quái ác hoặc là kỳ quái ở vị trí dễ nhìn thấy, nhiều người nhìn không thiện cảm hoặc thấy sợ hãi, chính là điềm không may, vì từ trường của sợ hãi và vui vẻ có năng lượng khác nhau. Bản thân của ta muốn gần người lành, bản thân chúng ta muốn gần người lành, thì hình dạng của con vật lành vẫn tốt hơn con vật hung dữ. Vì vậy, hình xăm mang đến may mắn hay xui xẻo còn do tâm ý của bạn và sự thiện cảm của những người xung quanh, sẽ sản sinh từ trường tích cực hay tiêu cực. Hỏi, có nên xăm hình Phật ở lưng hay không? Đáp, xét theo pháp thế gian, thân thể của ta, ta có thể xăm bất cứ hình gì, vị trí nào. Xét theo tín ngưỡng, Phật là đấng giác ngộ, như vậy có phần bất kính. Thân ta vốn bất tịnh, ta đến những nơi và ngày ngày sinh hoạt ở nơi dễ ô uế, ngày ngày nằm đè lên hình Phật ở lưng, đó là điều không lành xét theo sự tôn kính. Một người chia sẻ, bạn em xăm một hình Phật kính ở lưng, vận hạn từ đó đã tụt dốc, nhiều bạn bè bảo đã phạm đại kỵ, đã bất kính. Bản thân anh ta vì vận kém, vì nghe quá nhiều người nói như thế càng bất an. Thế là dành gần một năm trời để đi xóa hình Phật ở lưng. Mỗi lần xóa mờ một tí, đợi da lành rồi tháng sau đi xóa tiếp. Mất nhiều thời gian, tiền bạc và vô cùng đau đớn. Vì vậy, khi bạn dự định xăm một hình thật lớn, hãy cân nhắc về ý nghĩa. Người khác nói như thế nào là phạm vi bên ngoài, bản thân của bạn không để tâm, nhưng trách họ và yêu mến hình xăm của mình là điều lành. Ngược lại, nếu có ai nói hay có ánh mắt không thiện cảm với hình xăm của bạn, bạn lại để trong tâm, tự khó chịu, tức tự mình gom rác vào tâm trí chính mình. Vì tâm bạn có Phật, nhìn ai cũng là Phật. Hỏi, người ta hay nói không nên xăm tên người yêu hay vợ chồng. Thầy có thể giải thích tại sao không? Tên con cái thì có nên xăm hay không? Cảm ơn thầy nhiều. Đáp, các bạn nên cân nhắc việc xăm tên người yêu, vì tình cảm con người vốn dễ đổi thay. Khi không còn nồng ấm hoặc chia ly, mỗi khi thấy hình xăm cũ thì không vui. Thế là có suy nghĩ xăm một hình khác đè lên đắp hình cũ. Không ít người xăm tên con cái lên, điều này khá dễ thương, nhất là người yêu thích xăm mình và yêu thương gia đình. Tuy nhiên vẫn có ít trường hợp bất như ý, hình xăm không đẹp sửa đi sửa lại, và sau này khi con cái lớn lên hoặc gặp chuyện bất trắc, nhìn thấy tên thấy hình của con lại phiền não. Hỏi, xăm như vậy có gọi là phá hủy hình hài của mình hay không? Có ảnh hưởng thay đổi vận không à, thưa thầy?
Đáp: khi xăm một hoặc hai hình bé tí chẳng vấn đề gì. Nếu xăm nhiều và to sẽ tác động đến thân của ta và cách nhìn của người xung quanh. Trừ những người quá đam mê xăm mình, làm những ngành nghề đặc biệt, người bình thường khi xăm nhiều hoặc hình xăm to lớn tác hại đến cơ thể. Cơ thể vốn đang lành lặn, kim đâm vào hàng nghìn lần bao nhiêu đau đớn về thể xác. Vận mệnh mỗi người đã có từ lúc sinh ra, việc xăm hình không thay đổi là bao, chỉ có việc tăng hay giảm đôi chút so với sự may mắn. Có một cô gái ngoài 20 tuổi làm ngành nghề dịch vụ, có một hình xăm tầm 5cm ở vai, hình con mèo rất đẹp, mọi người nhìn thấy cảm thấy dễ thương. Trường hợp như vậy không ảnh hưởng đến vận hạn hay phá hủy hình hài. Đôi khi đời sống chúng ta lười vận động, ăn uống quá mức là đã tự phá hủy bên trong cơ thể của chính mình. Vận hạn ảnh hưởng hay không còn xem tạo tác thời quá khứ. Người vốn sống thiện lương, không để lời bất thiện người khác trong tâm, là người dưỡng hạt giống thanh tịnh cho chính mình. Người biết mở lòng bố thí, tự vun bồi phước đức cho chính mình ở mai sau, nhân quả không sai lệch. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.